Omega Flux đã lên 2 tuổi, ra đời vào ngày 23 tháng 9 năm 2016 với 7 người đầu tiên. Omega Flux mong muốn đưa tri thức tinh hoa của thế giới đến với độc giả Việt Nam. Trong năm đầu tiên, hơn 30 tự sách được xuất bản. Trong năm thứ hai, hơn 60 tự sách được xuất bản mới và tái bản. Đến nay, Omega Flux đã xuất bản được hơn 70 tự sách với 5 tủ sách chính, kinh điển, nhân vật, khoa học, lịch sử và giáo dục y học. Cùng nhìn lại những dấu mốc của năm qua, ra mắt lịch sử giao thương, thương mại đã định hình thế giới như thế nào? Chào mừng Donald Trump đến Việt Nam với tác phẩm Đường đến Nhà Trắng, xuất hiện lần đầu tiên tại đường sách Hồ Chí Minh với tọa đàm ra mắt sách Xây dựng xã hội học tập. Ra mắt siêu phẩm Con sẽ vàng giải thưởng Pulitzer năm 2014, chương trình tặng sách bài học Phần Lan cho các giáo viên tiêu biểu của thành phố, ra mắt bộ sách kỷ niệm 150 năm Minh Trị Di Tân, ra mắt hình ảnh mới của bộ sách kinh điển, ra mắt hồi ký Bà Đầm Thép của cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher. Tác phẩm y học được đông đảo bạn đọc đón nhận, Tế bào gốc, khám phá cùng nhà khoa học, ra mắt bộ sách Những nhà lập quốc Hoa Kỳ, chào đón tác giả Russell Ford, tác giả của Thành Các Tư Hãng và Sự Hình Thành Thế Giới Hiện Đại đến Việt Nam, ra mắt cuốn sách đình đám trong giới y học, lịch sử ung thư hoàng đế của Bách Bệnh. Với 20 con người trên khắp cả nước, từ Bắc vào Nam, với sự hỗ trợ nồng nhiệt từ phía Hội đồng Cố vấn Xuất bản, Đại sứ quán các nước, nhà xuất bản trong nước và trên thế giới, các dịch giả, tác giả, hiệu đính, cộng tác viên biên tập cũng như thiết kế, các cơ quan báo chí, đối tác truyền thông, đối tác phát hành, cùng hàng trăm cá nhân và tổ chức khác để đưa đến tay độc giả hơn 400.000 cuốn sách trong 2 năm qua. Chúng tôi muốn nói rằng, chân thành cảm ơn các bạn. Mừng Omega Flux 2 tuổi!